Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây táo xanh lùng F1 nha bà con. Cây đang sẵn trái giống như vậy. Một cây như vậy là rất là nhiều trái nha. Chúng ta cũng có thể là trồng bonsai, trồng chậu, trồng vườn, trồng cây ăn trái, trồng cây độc lạ được hả bà con. Trái táo xanh xanh đây ha. Bạn này là trái còn nhỏ nha, trái nó còn to hơn rất là nhiều nha bà con. Một cái cây như vậy là tầm khoảng là 40 trái nè, trái rất là nhiều luôn nha. Một cái nhánh như vậy là hơn 10 trái rồi. Từ chỗ này xuống đến chỗ này ha bà con là hơn 10 trái rồi. Còn thêm một cái đùm ở trên đây là hơn 10 trái nữa. Còn ở đây nữa nè, còn qua cái nhánh bên đây nữa. Tôi chia sẻ là 40 trái thôi, thậm chí nó có thể hơn nữa ha. Táo còn nhỏ như vậy thì chúng ta ăn nó có vị chát nha bà con. Nó có vị chát, nó hơi chua chua. Còn khi mà trái táo nó lớn lên nó chín thì chúng ta ăn là nó sẽ ngọt ngọt, chua chua giòn giòn ha, ăn rất là ngon nha. Còn cái cây này nó thoát thân lên rất là đẹp nha. Chúng ta cũng có thể là trồng chậu giống như vậy. Và vì quý bà con chúng ta không thích trồng chậu như vậy thì chúng ta sang cái chậu nó to hơn một tí xíu nữa ha. Cây rất là xinh, rất là đẹp nha. Đặc biệt là cây nó lạ ha bà con. Chúng ta trồng vườn, trồng chậu ít có đụng hàng với những loại cây giống khác nè. Thì có nhiều anh chị thì kêu bằng trái bơm á nha. Trái lớn lên thì kêu bằng trái bơm á bà con. Nhưng mà bạn này màu xanh, dạng trái tròn, nhìn rất là đẹp. Còn nơi đây là nơi đóng hàng bưu điện nè. Những anh chị mà mua hàng ở xa thì Ly sẽ đóng được bưu điện gửi tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn ha. Xuống đâu, bữa nay đi đâu mà xuống?